Mọi người, mình đang ở trong căn hộ mẫu của Lake Riverside. Căn này là căn 2 phòng ngủ, một phòng làm việc, và căn này 64,64 m. Đã bây giờ là 7 giờ, xem nào. 19 giờ, wow, sắp 20 giờ rồi nhưng mà vẫn rất là đông khách hàng tới coi căn hộ mẫu. Thì mình giao nhà bao gồm có tủ bếp, nền gạch, và trần của mình sẽ là trần sơn nước. Khu vực này mình có một cái lô ra để phơi đồ. Ngoài này mình có một cái ban công. Hiện tại bây giờ trời đang rất là tối. Hướng này là mình nhìn ra đường Nguyễn Văn Linh. Thì mình sẽ có một cái phòng làm việc rất là yêu như thế này. Nó có cái ánh sáng tự nhiên. Cửa sổ thì hiện tại trời tối rồi nên là mình kéo rèm xuống. Mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì mình sẽ giao full toàn bộ như vậy. Và có cả vách tắm đứng luôn. Mình sẽ có hai cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ chính đây ạ, thì mình sẽ có nền gỗ, và phòng này sẽ là phòng trống. Tất cả các thiết bị này mình sẽ phải tự trang bị. Đây là demo cho khách hàng thôi ạ. Đây mình có một cái phòng ngủ nữa ạ. Phòng ngủ này thì mình cũng là phòng ngủ trống, và mình sẽ có là nền gỗ. Ở đây thì chủ tư thuê đơn vị thiết kế là Mai Chi, thì họ cũng quan tâm đến từng tiểu tiết một ạ. Thì mình đã để sẵn một cái khu vực như thế này để mình có thể về mình lắp cái bàn giống như này, có thể mình làm bàn làm việc hoặc bàn trang điểm. Tất cả các phòng thì đều hướng sáng và lấy thoáng ở bằng các cửa sổ hướng ra phía ngoài, kể cả khu vực bếp lẫn khu vực phòng ngủ hoặc là khu vực phòng đọc sách. Mình sẽ có một cái khu vực là để thiết kế giống như thế này, để mình thiết kế cái khu vực để đầy ạ.